là khách của tôi, ông đến đây tôi không thể để ông thanh toán được. Như thế thì nó rất là hợp lý. Ông lằng nhằng quá đấy, để tôi thanh toán chứ. Thì ta bảo rồi mà. Tôi thanh toán. Thì tóm lại là ai thanh toán? Lằng nhằng mai. Ông thanh toán đi. Thanh toán đi. Tôi nhường ông đấy. Tôi cũng nhường cho ông đấy. Cứ đi đi lại lại anh em mình nó thành ra chia cách cái tình cảm ra. Thằng già làm bao nhiêu việc còn chả biết là cái vợ nó đã dậy ngủ chưa đây. Cái việc này đúng ra là của đàn bà chứ lại sao cứ để mình làm thôi. Đàn ông đàn an thực tế chứ không phải là. Ở nhà bà chủ đấy đâu mà. Anh ơi, ơi, sao mà anh đốt mãi rác từ nãy giờ vẫn chưa xong à? Xong rồi, gỡ. Anh đi vào anh bác quả trứng ra anh nấu bát mì đi, ăn tạm bát mì. Đói quá thì còn đi làm. Ăn chín trứng ốp à? Chỉ trứng ốp, như mọi lần đi, phải ốp chín rồi nhá, lòng đào không ăn được đâu. Mà đi vào mà nấu chứ. Nấu cái gì mà nấu, đang thì lấy bút xóa sửa ít hồ sơ, sáng nay có cuộc hội thảo nhanh lên. Để lại không kịp đâu. Được chưa? Thế thôi mà cũng không làm được. Chỉ cũng đến chân tay mình thôi. Phục vụ vợ cứ như là phục vụ bà Hoàng ấy. Thế lại còn sắm cho mình cả điện thoại. Xem cái phim này đáng dở đáng thì hay cái hôm qua. Vợ ơi ăn mấy quả thôi. Đặt xong rồi. Này. Cái gì? Lão nấu kiểu gì đấy? Đang nấu cho cái gì nhá? Lão nấu kiểu gì? Ăn trứng ốp. Trứng ốp là ốp chứ thế à? Lặn phí trứng ốp đó lại nhìn xem cái gì kìa. Nấu nướng thế à? Đã bảo là ốp tươi ai cả trứng mà cũng không nên rồi. Sao vậy chứ nhỉ? Rõ ràng là đáng bị ốp trứng mà sao vợ lại trứng không à? Hay trứng gì đấy mà sao nó không có lói nhỉ? Ông cho tôi ăn vỏ trứng phải không? Đây này, tác phẩm đây này, cắm đầu vào xem điện thoại. Cả buổi sáng mở mắt ra chưa làm ra đồng nào, đã lãng phí với quả trứng rồi. Biết tôi có bao nhiêu quả không? Biết chứ. Nhưng mà anh cũng có cái việc của anh nó sơ xuất một tí thôi, được rồi để anh nấu lại. Sơ xuất cái gì? Tóm lại là từ giờ không xem điện thoại nữa, bỏ đây ra. Từ giờ tôi không cho lão xem điện thoại. Đưa đây làm gì? Cái đoạn chở đấy. Giờ cái gì mà giờ? Cứ đưa đây mà. Lão bỏ đây ra. Bỏ đây ra xem cái gì mà suốt ngày giấu giấu giếm giếm thế? Xem phim con heo được chưa? À, lão à, lão dạo này là sừng vào lão rực mỡ phải không? Hả? Có phải sừng vào rực mỡ không? Rực mỡ cái gì mà rực mỡ?
này thì làm cái gì? Mở khóa đấy bạn ơi. Có làm đâu mà xem. Làm thì không làm. Giờ đây lão làm thì tôi ăn, không làm suốt ngày cắn đầu xem con lợn này làm cái gì. Tôi lại còn tưởng lão xem phim vớ vẩn, may là còn con lợn đấy nhá. Nếu mà xem cái kia thì lão chỉ còn ăn tát thôi. Người ta xem cái phim con heo đấy để xem xem còn mua lợn về mà nuôi chứ còn có cái mà còn thỉnh thoảng còn thịt chứ. Tôi không khiến lão lo. Tóm lại là làm nhanh lên là tôi còn ăn. Lãng phí mất mấy quả trứng của tôi rồi đấy. Lần đời mà làm không xong thì tôi cho lão nhịn luôn tối. Đấy, vợ xinh gái đẹp của anh đấy. Đi đường cẩn thận em nhé, không có là xe cộ giờ nó đông đúc lắm đấy. Hôm nay sao tự nhiên là tử tế thế mà tôi nhìn cái mặt này là gian lắm đấy nhá. Tôi thấy khác mọi ngày, tôi thấy nghi nghi rồi đấy. Nghi cái gì mà nghi chứ? Ở nhà đang hoàng tử tế mà cứ rượu chè này về liệu hơn. Gì? Sao để gọi cái lúc này nhỉ? À đây ạ. Này này này, ở đây rủ nhau rượu chè phải không? Ai đấy cái gì? Mày có đi uống rượu không? Đi thì nhanh nhanh lên tao đợi. Ô, giáo sư à? Giáo sư cái mà cha mày, tao đây giáo sư cái gì? Giáo sư gì lại rủ nhau đi uống rượu phải không? À không phải ạ, nhầm ạ. Ờ, anh tiếp chị Cám à? Mà chắc lại vợ đứng cạnh phải không? Không, tôi đã nuôi lợn đâu, đã vào lợn được đâu. Chàng chuẩn bị có ý định đấy thôi. Lại rủ nhau rượu chè gì? Lại phím nhau phải không? Vợ thế nào cứ nghi chồng chạy suốt cả ngày thế nhỉ? Người ta làm những cái việc nó... Hai ngày nghỉ tôi ở nhà, tôi cấm ông không được đi. Canh hai ngày rồi đấy. Ông ngửi từ cái mò mình xem có mùi hồng xiêm chín đâu. Để người lúc nào nó cũng đàng hoàng sạch sẽ không? Thì ta không đòi hoàng người ta cứ phải lắm lại lắm đen thế à? Đúng là ở nhà nhá, làm việc cho nó chăm chỉ vào. Đây này, mười mấy chậu hoa của tôi mới trồng đấy, chịu khó tưới vào. Cứ thôi vợ, cứ đi làm đi. Anh ở nhà anh xem đang tính chăm. Chiều về tôi bắt Hà hôn, tôi ngửi thấy một giọt rượu thì rượu thân hôn. Đấy, vợ đi cẩn thận nhá. Ấy cứ đi đi, lúc nào cũng bảo người ta nát rồi không có cái bát rượu thì làm sao mà được đoàn hoàng con người được chứ. Hãy đi sớm thế. Thằng này nào lâu thế, à đây rồi, đấy, vừa nhắc cái Tào Tháo đến ngay. Mày đi bằng cái gì mà lâu thế? Taxi. Vẹt thế, tôi vừa đi chạy bộ đến đây mở taxi. Điêu. Khổ quá nhỉ, ai cái này còn nói điêu nói phét làm gì, oai gì cái đi taxi á. Chẳng qua xe đâu. Chẳng qua là nó hết xăng. Đi đến chỗ kia. Ôi xưởng nó bảo thôi. Taxi phải để hết xăng phải chạy bộ á. Cái bọn giờ làm cái mấy cái trung tâm taxi giờ nó làm xe điêu thật. Thế nào cái xăng cộ không để ý được. Chủ quán ơi, để tôi gọi đồ cho. Chủ quán ơi, để em gọi đi. Đây. Ra cho lấy đồ nhậu cái. Đấy, cho một đĩa đậu thái lướt. Thôi gọi đồ Việt Nam thì ông sang thế, còn đồ Thái nữa. Vâng, ở đây chỉ có đậu phụ thôi anh ạ. Đậu Việt Nam thôi, còn đậu Thái em bên này không có đâu anh. Cứ vào nói đi, cứ bảo trưởng bếp nó làm cho, hôm trước tôi bảo nó làm rồi đấy. À đậu thái gì? Đấy đấy, đúng rồi đấy. Cô... Thôi được rồi, khách có đậu thái cho anh. Đấy, không mấy khi ông đến với tôi chơi đấy thì không phải nghĩ đến cái chuyện ăn uống đâu. Đây à? Nhưng mà ông sang quá đấy. Có ăn, cái gì? Ăn đồ Việt Nam rồi, cái lo đồ Thái rồi làm. Không phải nghĩ ở đây món gì chả có. Được chưa nhỉ em nhỉ? Cho ra đi, không có đợi lâu quá. Đây, đậu thái của anh đây. Ngươi nói hẳn là đậu phụ, đậu lướt đi bán nhanh lại còn đậu thái thì à? Lẳng nha lẳng nhằng. Ơ, thì đây không phải là đậu thái à? Cô không cho cái đậu thái này thì định cho khách ăn cả bia rồi đấy à? Thôi rồi đi, hai em dùng đi nhá. Được rồi, lấy thêm bia không? Lấy bia, cho hai cốc bia dồn trước đi đã. Nào, ông im thế nhỉ?
nốt đi cái để tôi gọi đồ tiếp đi. Anh em mình nhậu đến chiều về. Thôi khả năng thôi, tôi nghe cũng nóng hết mặt rồi đấy. Ông hôm nay nào đấy giúp chòm sợ vợ à? Chủ quán ơi, ra nhờ tí đây. Sợ vợ mà là ông cứ yên tâm, ở đây đến với tôi là cứ phải đàng hoàng cho nó thoải mái hết cái hôm nay đi. Ông là cái chúa sợ vợ, tôi nói là đi đâu là anh em mình không được thoải mái với nhau đâu. Chủ quán, ơ chủ quán ơi, con mẹ này điếc à? Đi ra xem nào. Em đây, em đây. Phục vụ khách cái kiểu gì đấy? Anh thông cảm, em đang thanh toán, bạn bên kia không nghe thấy anh gọi. Đừng có để cái thượng đế nó phải giận đâu đấy. Vâng vâng, em biết rồi, anh gọi thêm gì để cho em thêm mà. Một loạt nữa mà còn đồ nhậu gì nhỉ, cho hay là ông ăn được hải sản con. Cho đĩa bạch tuộc xào đây. Không thì cho đĩa gan muối châu Phi cũng được. Xào đấy, nộm được. Gan muối châu Phi, quán em không có nốt. Thế thôi. Thế thì thôi. Đủ rồi đấy. Anh gọi toàn những cái món khó làm sao mà quán em có. Quán em toàn những món bình dân thôi. Tưởng có thì để đãi thằng em ấy khi nó đến đây chơi đấy thì... Thôi được rồi, cho thanh toán đi. Ông không phải việc của ông. Để tôi. Ông không phải nói tới từ thanh toán với tôi. Đây tôi nói với ông là để phân tích một cách kỹ lưỡng cái mối quan hệ anh em mình đấy. Là ông đến với tôi là rất quý rồi. Mà không mấy khi anh em mình gặp nhau ở đây đấy. Thì ông cứ để tôi thanh toán cái vụ này. Thôi ông cứ để tôi thanh toán cho. Em cứ lên thanh toán đi. Ông để tôi. Tôi đã bảo để tôi em nhỉ. Không phải để em mang tôi. Em mang ở đây cho anh. Ông đã bảo ông cứ để tôi. Quá nhỉ. Tôi đã bảo để tôi giải quyết vụ này. Đây nha. Cô cứ để đấy. Ông đến với tôi là đến với tôi tình cảm chân thành, tôi rất quý. Bây giờ chả nhẽ lại ông nói nhiều quá đấy, tôi biết rồi. Ông là khách của tôi, ông đến đây tôi không thể để ông thanh toán được. Như thế thì nó rất là hợp lý. Ông lặng nhặng quá đấy, để tôi thanh toán cho. Thì ta bảo rồi mà. Tôi thanh toán. Thì tóm lại là ai thanh toán? Lặng tôi lặng nhặng mai. Ông thanh toán ông đi. Thanh toán đi. Tôi nhường ông đấy. Tôi cũng nhường cho ông đấy. Cứ đi đi lại lại anh em mình nó thành ra chia cách cái tình cảm ra. Em bao nhiêu em nhỉ? Của anh em 308. Tôi lại quên không mang tiền đi rồi, tôi vội đi quên không mang tiền rồi. Thôi ông thanh toán đi. Để lần sau tôi thanh toán cho. Cái gì ông bảo ông đi ăn uống ông quên tiền á? Tôi vội đi quá quên mất rồi. Tại ra cái kiểu gì không biết được. Thế anh thanh toán cho em đi. Của anh tổng là hết 380.000. Có 388 thôi đấy. 388. Nhưng hẳn 388 thôi đấy. Sao mà được, ông cũng ở đây tôi thanh toán đầy đủ. Đi ra đây xem hoa đơn đỏ xem. Thì đây nói với cô chủ là tôi sẽ thanh toán bằng... Rồi. Thanh toán cho cô bằng thế chấp. Thế chấp là cái gì? Là số kỷ ô. Số kỷ ô. Lại còn số kỷ ô anh tín chấp là cái gì? Đưa đây thế nào? Thế chấp là cái ký sổ đấy. Ôi giời ạ, à, ký sổ cái gì nữa? Sổ anh ký hết rồi. Lấy chỗ đâu để mà ký nữa? Ôi, không biết hôm nay anh phải thanh toán cho tôi đi. Mất mặt ra là anh không có thanh toán đâu đấy. Anh hứa với em, hứa danh dự bằng cái lời nói của anh đây. Con người của anh bằng thật đây, từ trước đến giờ chưa biết quỵt ai một lần nào mà giả đấy, là anh nói thế. Thì cứ ấy đi, thì cứ số kỷ vào đấy, ký sổ vào đấy. Đến cuối tháng là vợ anh nó, anh bắt nó phải đưa thế, tiền cho thế anh. Thế làm cái gì? Anh bảo xong rồi vợ anh thanh toán á? Ôi giời ơi, sợ vợ bỏ mẹ nổi tiếng ở cái xóm đấy rồi mà còn để bảo vợ thanh toán, thôi đi về đi, xong tôi bảo nó thanh toán cho. Không, cấm nghiêm cấm cái đấy là hãn hiếu, rất là kỵ con người đàn ông đấy. Không được bảo vợ anh, bảo vợ anh là không được việc đâu. Cứ để anh lựa, anh lựa anh sẽ thanh toán cho em đàng hoàng đấy. Thôi được rồi, đấy đi xong thì nhớ phải xuống thanh toán cho tôi đấy. Ôi cái thằng
thằng Phong trên này chạo đèn ở. Rượu đã kém rồi, bia lại còn uống còn kém là mình chả đủ liều chứ nào cả. Làm nốt cái rượu cái này cho nó. Anh ơi, ơi. Thấy cơm nước thì chưa anh ngồi đây. Có biết là tôi nhịn đói từ sáng không? À, vợ về rồi à? Cơm nước à? Thì chả cơm nước thì gì, thấy về thì phải ra dắt xe và đi chứ. Vợ không phải lo, cái chuyện đấy anh đầy đủ rồi. Thì đầy đủ rồi thì đi vào dọn đi để ăn lại cái ngồi mãi đấy, muộn rồi. Các loại món đấy. Chả biết món gì mà gần không biết. Hết nhưng 350 chứ ít đâu. Trời ơi, thế này mà anh dám bảo là cơm nước xong rồi à? Đầy đủ nhiều món à, trời thì mất điện. Bếp ga gì thì để không, thế này mà anh bảo là đầy đủ rồi à? Anh biết là tôi nhịn đói từ sáng rồi không? Đi làm thì mửa mật ra. Ở nhà mỗi việc cơm nước không làm được. Tao đầy đủ rồi. À, lại đi uống rượu phải không? Cái mùi này ai mà ngửi được. Không phải tao muốn uống rượu. Không muốn uống mà cái mặt lại vừng vừng lên lại còn mùi như thế này. Cơm nước thì không chịu nấu. Tiếp khách đấy. Khách nào mà khách? Ta được mấy cái người suốt ngày rượu chè tù ấy. Tao phải tiếp khách. Tạt với nhau. Ông vãi xuống đấy. Ông vãi nào? Bố vợ tao này. Bố để cho vợ đây này. Được rồi, tôi vào rồi lấy điện thoại hỏi xem mấy giờ ông về. Mấy giờ ông có mặt ở đây? Đừng có gọi điện cho ông ngoại. Ông ngoại dặn anh rồi. Không được gọi cho ông. Nhớ cái bà biết là chết tôi ông đấy. Mặt anh á, lại dám đặt điều phải không? Tôi ở với mẹ tôi mấy chục năm, tôi không biết tính mẹ tôi thế nào à? Tính mẹ tôi không phải quản ông như tôi đâu. Thì ông có quản lại có ai không? Anh đi đâu từ sáng giờ mới về? Nói. Tôi cho anh 3 giây. Nói. Thôi, đây, được rồi. Đứng ra đây. Chỉ được cái tệt tạt là giỏi thôi. Người suốt ngày rượu chè, tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi. Bỏ rượu đi. Con người này mới không ra được. Cái đầu này này, uống rượu nhiều vào là lú lẫn hết rồi. Người thì hòm hao hòm em ra. Ăn thì không ăn, suốt ngày uống. Người ta trai tráng cái này ra ngoài là kiếm tiền. Anh như thế nào, suốt ngày ở cái xó nhà này. Tiền thì không kiếm ra. Vừa nói thế là cũng không đúng đâu. Chả đúng cái gì, tôi ở với anh mười mấy năm nay này. Anh thấy em có đúng không? Đấy. Đi uống là chưa đủ, về nhà này còn chơi cả một cốc to này nữa. Gan thật nào nó chống được. Thật sự là anh cũng phải nói với vợ đây này. Nhìn cốc rượu đây này, anh ngấm lắm. Ngấm nhiều lắm. Ngấm cái gì mà ngấm, anh chỉ được cái bộ mồm thôi. Giờ nó ngấm thì không đến nỗi phải uống như thế. Ngồi chỗ đây nói, nó thấm lắm. Tôi nghe anh nói chán rồi, bao nhiêu lần anh hứa anh bỏ là cầm cái cốc rượu lên mà mỗi lần cầm cái cốc rượu đấy đã bao nhiêu lần rồi, muốn bỏ rượu và bỏ cả bia đi. Mỗi lần nhìn cái ly rượu bia đấy tôi lại nghĩ về những con người đấy, những công nhân cực khổ đấy. Người ta đã vất vả đấy, bỏ công sức ra để làm ra những cái giọt bia tinh khiết như thế. Họ cũng đều là có vợ có con phải chăm sóc cho gia đình, con cái họ đều có những cái giấc mơ phải thực hiện đấy. Anh vừa phải thôi. Nếu tôi không uống, chúng tôi mà không tụ tập để có những cái cuộc nhậu đấy, họ có thể sẽ mất việc và giấc mơ của con cái họ là sẽ mãi mãi bị tan biến. Tôi không thể ích kỷ lo cho cái bản thân của mình, cái sức khỏe của mình. Tôi uống để biến cái giấc mơ của rất nhiều người sẽ thành cái hiện thực đấy. Đừng cái vì lợi ích riêng của bản thân đấy làm ảnh hưởng đến tất cả những người khác xung quanh mình. Vợ có hiểu không? Rồi ơi, anh không phải bao biện lo việc bao đồng nữa. Sao anh không biến giấc mơ của tôi thành hiện thực đi? Giấc mơ của con cái anh trong kia kìa. Anh không phải ngồi đấy mà được cái mồm nói khoác. Đi vào nấu cơm, nhanh lên. Thì tôi nói cái ý nghĩ cái cao cả như thế mà không đúng à? Chẳng qua là cái miệng anh thèm rượu gì anh nói thế là anh uống phải không? Chứ còn anh ấy làm gì cái biết biến cái giấc mơ của ai rồi. Đi vào nấu cơm, nhanh lên. Thèm thì tao không thèm, nhưng không có tao không chịu được.